đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ga chiến mạnh nhất Miss Universe lên đường sang Mỹ, bị ngâm 3 năm để chờ khoảnh khắc tỏa sáng. Sau hơn 3 năm chờ đợi, cuối cùng Miss Universe Colombia Maria Fernanda cũng đã có cơ hội để chinh chiến tại đấu trường Miss Universe. Mới đây, cô đã lên đường khởi hành sang Mỹ. Người đẹp Colombia hứa hẹn sẽ trở thành thí sinh mạnh, tiềm năng cho chiếc vương miện tại đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh. Người đẹp 25 tuổi đã diện váy dạ hội xẻ tà sâu trong ngày lên đường thi đấu. Kể từ khi xác nhận sẽ tham gia Miss Universe lần thứ 71, Maria Fernanda luôn được đánh giá cao và được dự đoán sẽ giành vương miện danh giá. Trong các bảng xếp hạng, Maria có mặt trong top 5 chung cuộc. Maria sinh năm 1997 tại Amerina, Quidico, Colombia. Cô từng đăng quang Hoa hậu Colombia vào năm 2019, nhưng không được tham dự Miss Universe do cuộc thi đã mất bản quyền vào tổ chức khác. Đến tháng 4 vừa qua, Maria Fernanda bất ngờ được bổ nhiệm trở thành đại diện cho Colombia tham gia Miss Universe 2022. Được biết, Maria là con lai Tây Ban Nha, Pháp, nên sở hữu vẻ đẹp quyến rũ và thân hình gợi cảm. Với chiều cao 1m75, người đẹp đã từng tham gia nhiều sàn trình diễn thời trang chuyên nghiệp. Cô còn giật thêm hai phụ là Queen of Police và Best Body tại cuộc thi sắc đẹp năm 2019. Đặc biệt, mặt mộc của đại diện Colombia được đánh giá cao. Một vài ý kiến cho rằng cô khi để mặt mộc và make-up nhẹ nhàng còn xinh đẹp hơn cả khi trang điểm lồng lộn. Chờ đợi 3 năm để có cơ hội đại diện Colombia đi chinh chiến, chắc hẳn Maria đã có những kỹ năng cần thiết cho cuộc thi này. Không chỉ riêng Ngọc Châu, các đại diện khác cũng cần phải dè chừng người đẹp Colombia. Và sắc đẹp vô cùng trông đợi được chờ xem cô nàng sẽ thể hiện điều gì tại Miss Universe 2022. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.